Thưa sư, con hỏi câu này có hai ý về nơi sống của hai loài chúng sanh để hiểu và phân biệt rõ hơn. À, quý vị hỏi hai ý thì như sư nói chỉ hỏi một câu một ý thôi. Quý vị hỏi hai ý, sư trả lời đúng một ý, ráng chịu nghe. Người ngoài hành tinh được nhiều người nhắc tới là người hay phi nhân, và họ ở cùng châu hay khác châu với người trái đất. Thì xin thưa là cái người ngoài hành tinh á, là cái kiểu nói của thế gian ngày nay, tức là những người ngoài cái quả địa cầu này thì họ gọi là người ngoài hành tinh. Thì xin hỏi quý vị, như vậy con chó nó có gọi là người ngoài hành tinh không? Tại vì con chó nó không phải người. Nếu như quý vị nói con chó nó không phải người ngoài hành tinh, bởi vì mặc dù nó không phải là người nhưng nó vẫn còn ở trong hành tinh, thì các hàng phi nhân thì vẫn không được tính là người ngoài hành tinh, tại vì họ sống ở đây mà, đâu được tính là người ngoài hành tinh. À, còn ở cùng châu hay khác châu với người trái đất thì xin thưa, cái phạm vi của thế gian này á, nó bất khả tư nghì. Chúng ta có thể xin nói một cách để cho quý vị dễ hiểu theo cái hiểu thời nay á, là nó có nhiều chiều không gian khác nhau, mà các chiều không gian đó có thể nằm ở trong trái đất hoặc nằm ngoài trái đất, cho nên là mình không thể nào mình nói được hết trơn á, tại vì nó có nhiều chiều không gian khác nhau lắm. Cho nên là đây là một trong những cái vấn đề mà không cần phải để ý tới, bởi vì mình suy cho tới cùng á, nó chỉ đưa đến sự điên loạn thôi nha. Và những câu hỏi như thế này thì Đức Thế Tôn ngài cũng không có trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.